thì và một cấp độ nhỉnh hơn của người chơi đi rừng, tức là trừng phạt của bạn đàm to hơn và chắc chắn sẽ giữ được con sứ giả khe nước này nếu như B1 đánh không có lỗi. Và đây là tình huống lao lên đến từ vị trí của Toxic Wing Em, tức mất cho mình nửa cây máu. Siêu bom của B1 khá đẹp và Toxic Wing Em tức phải lùi ra, nhưng mà Lâm Su đến với gói hàng của mình và có vẻ như là một giao tranh thắng lợi dành cho MDS khi họ đã có hai mạng hạ gục và cướp được luôn con sứ giả khe nước trong động di chuyển ra để có thể kiểm soát con rồng đang là mục tiêu còn lại đây. Nhưng B1 đã kẹt lại và anh đã ăn luôn một cái trang bờ lên bảng điểm số ngay lập tức, bồi thêm một tình huống cắm kiếm nữa, không có cơ hội để cho B1 có thể chạy thoát về. Nhưng con sứ giả xin lỗi, đó là con rồng, vẫn đang được giữ lại ở đây. Ở khoảng thời điểm này, khoảng thời điểm mà bên phía của BDH đang có Lâm Su, đang có D2C và họ đang có một cái tường chắn, đó là vị trí của Ladi vẫn còn đang đứng ở đây, liên tục với tình huống tối rỉa máu. Và Yoti đang thấp máu rồi, bồi thêm một tình huống thiêu đội, Yoti có khả năng sẽ phải mất đi cho mình, đó là cái tốc biến để thoát đi được. Lâm Su được bắn rất nhiều trong tình huống này và đội hình của bên phía AE đang rất thấp máu và có vẻ như sẽ là một cái triple kill dành cho Lâm Su rất nhanh với cái tốc độ cộng thêm đến từ giày thủy ngân của mình. Nhưng nhiều khả năng với hai lần cắt và sắt như thế này thì con cá sấu của Tankic vẫn đang có thể truy đuổi được và không có góc vào dành cho E1 bởi vì vẫn đang còn gói hàng ở đây. Nhưng đó là vị trí của B1 một lần nữa đang bị nhắm vào và đó là công việc Demacia. B1 lên bảng điểm số, gói hàng ngược trở ra và Lâm Su vẫn đang có góc bắn, cho anh ta đang là một con cocky có hai món trang bị rồi. Điểm hạ gục đầu tiên chói hồn nhưng bắn ngay lập tức và LDT lên bảng điểm số quá nhanh, sát thương đến từ một con ép rồng trong tình huống này. Lani đang đi vào, Lani khá cứng, một con bài Galio 116 đã có trong mình, đó là mảnh giáp ga rồi, anh ta hoàn toàn không sợ lực sát thương đến từ vị trí của E1. Và Lani đang một mình ép ba người ở phía bên kia thì Jonty sau khi sử dụng một pha chiêu cuối đẹp cũng đã phải nằm xuống và vẫn là Lani cũng như Tank X đang càn vào giữa đây đối phương và ngay tức E1 phải nằm xuống. LDT chói hồn thành công nhưng Tank X vẫn có cho mình đó là cắt sắt, anh ta đang chờ đợi thời điểm để có thể cắt sắt của lính và đó là một cái đồng hồ tự hủy từ LDT. Không có góc để LDT có thể về được nữa rồi và đây sẽ là một thế mà bên phía thời điểm này hay là phòng thủ trụ khi mà con cá sấu này quá là áp lực. Có vẻ Aene sẽ mất cả hai trong tình huống này khi mà Lani đứng rình rập rất tốt ở cái bụi cây nhỏ và Lâm Su có một tình huống bay hơi quá tay với cái gói hàng của mình, nhưng không sao cả, anh ta quá xanh và anh ta bật cho mình không, anh ta chỉ bắn tường thôi, anh ta chỉ có những pha bắn tường thôi, không hề có một động thái nào, đó là bật đồng hồ ngưng động trong tình huống quá dễ dàng và đó là Tank X. Không, và vừa rồi thì Tank X thể hiện lại cái khả năng mà anh ta đã làm ở trong màu áo của Divine. Có vẻ Tank X đang hồi xuân rồi, một Tank X vẫn còn rất trẻ và đây sẽ một tình huống insect cực kỳ nhanh từ D2C và ngay tức cho T lên bảng điểm số. Liệu Toxic Way có phòng thủ được không đây? Toxic Way đang ở nhà. Đây là một tình huống mà Lani là người xuống trước và với cái lá chắn Duran của mình thì đang khiêu khích được và đá ngược ra, đó là vị trí của E1. Nhưng trong này thì con sứ giả mất máu quá nhanh, sứ giả được giữ lại cho MBH bởi sát thương đến từ vị trí của E1. Nhưng bên này kẹt lại quá nhiều người và đó là Tank X cũng như đó là D2C là hai nạn nhân đến từ những tình huống chém rất mạnh của E1 và anh ta đang muốn tìm kiếm cho mình thêm một điểm hạ gục nữa. Chắc chắn là Lani không có đường về ở đây rồi. Vâng, đó là lỗi và T1. Như ở phía bên này thì Camille đang bị giữ lại đóng cho mình, đó tối hậu thư bồi thêm cả siêu hồng giáng đến từ vị trí của Lani rất chắc cú. Rất nhiều CC được đổ vào và Toxic Wave phải nằm lại trong tình huống vừa rồi. Không có quá nhiều ý nghĩa nhưng nó sẽ là một lượng hồi chiêu nhiều hơn để anh ta có thể lăn lộn liên tục trong giao tranh. Và D2C sử dụng cho mình đó là đồng hồ ngưng động, nhưng người nằm lại đó là vị trí của Lani. Con rồng lửa bị trừng phạt trượt bởi E1 và nó được giữ lại dành cho MDS. Đây sẽ là một pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn khi mà MDH có lượng sát thương khủng khiếp hơn hoàn toàn Lâm Su. Họ đang ăn và tốc độ ăn sẽ là tương đối nhanh đến từ một con V. Nhưng D2C đang thấp báo rồi và Toxic Wave đến, anh ta chặn cái đán và đó là vị trí của ai đó nhưng không thể nào chống trả được với lượng sát thương này. Nhưng Lâm Su đang quá thấp báo, thảm lửa giải ra là đẹp đến từ LDT và đang là tan vỡ đến từ đội hình của bên VNBH. Họ quá cố gắng trong tình huống ăn ba lần này khi mà một pha đánh quá tự tin đến từ MDH và D2C không thể chống chịu được lượng sát thương của Baron khi anh ta đứng sau lưng của nó và MDH đánh mất một ván đấu đang ở thế giai cò cưa cực kỳ căng thẳng và quyết định của người bên hai cánh rừng và cũng không có được những cái góc vào trong giao tranh một cách đẹp nhất, thanh trừng thả ra kết hợp cả đó là một tình huống và các bức sóng âm nhưng không có góc để đá về, tốc biến lên từ Lâm Su, anh ta co cho mình điểm hạ gục của E1. Một tình huống tự chơi đến từ người chơi khu vực đứng giữa của bên phía MDH và đây sẽ là một thế để họ có thể lấy được cái trụ đầu tiên khu vực đứng dưới, không có cơ hội để cho Yoti cùng cả đó là UHK có thể là phòng thủ cái trụ này. Nhưng đây là tình huống Isaac về rất nhanh tay đến từ quả ngọc cũng như là huyết trượng và anh ta nghĩ rằng là bên phía của MDH sẽ không thể rush nhanh được con sứ giả trong tình huống này. Nhưng đây là Tank X muốn bắt vào đó vị trí Toxic Way, Toxic Way outplay bằng chiêu cuối của mình nhưng như vậy là không đủ, Tank X vẫn có mạng solo kill trong tình huống vừa rồi. Những sứ giả được giữ lại bởi D2C nhưng đang kẹt lại trong hang Baron. Nhưng với một cái truy cùng diệt tận của mình thì Lâm Su vẫn có thể thoát ra được và đó sẽ chỉ là hai điểm. Sẽ làm được gì đây? Họ sẽ lấy được bao nhiêu mạng đó? Đồng hồ cát bật lên đến D2C và Lani làm ở giữa đỉnh đối phương. Rất nhiều sát thương được xả ra từ vị trí của B1 nhưng người đầu tiên nằm xuống lại là Lani.
những sát thương đầu ra của bên phía MDH đang lên tiếng. Lâm Tu đang được bắn khá nhiều và chạy sang phía bên kia tường đó. Toxic quay ngay tức đu theo đó. Tank X dính bắt cái vàng và có một pha giao tranh được đánh giá là thắng. Vẫn còn trừng phạt trên người của E1. Và anh ta đang bị đối phương dồn rất nhiều sát thương vào, những đó là một tình huống chiều cuối không tốt của Lani. Và ngay lập tức là tay lên bảng đếm số. Nạn nhân tiếp theo đó là vị trí của Lâm Su. Và đây có thể nói là một tình huống tan vỡ rồi, với một tình huống mà họ lao vào ra tranh không có khả năng chống chịu. Và tay X bốc hơi nhanh, Lani rất nhiều trong việc bắt lại Toxic Way. Nhưng Toxic Way với đồng hồ ngực đạo cũng như đó là cái giáp hồi sinh, anh ta câu kéo được đủ khoảng thời gian để cho đồng đội của mình ăn xong con Baron và kéo